của Lý Đức Phúc chính thức thâu tóm bảng xếp hạng Vipop với bản hit mới nhất. Chỉ sau 2 ngày phát hành, Hết Thương Cạn Nhớ của Đức Phúc đã vượt bước qua Đời Nhau, Lê Bảo Bình, để vươn lên vị trí đầu bảng BXHTN, Tham, BXH tính theo giờ. Tới nay, bản audio đang thu hút 4 triệu lượt nghe. Hết Thương Cạn Nhớ là sản phẩm đứng nhất BXH dinh chát đầu tiên trong sự nghiệp của Đức Phúc. Trước đó, nam ca sĩ từng công phá BXH với nhiều ca khúc như Còn Yêu, Đâu Ai Rời Đi, hạng 3, Ta Còn Yêu Nhau, hạng 4, Yêu Được Không, hạng 6, Thương Nhau Nhé, hạng 7, Vỡ, hạng 9, Cứ Yêu Đi, hạng 10. Được biết, đây là sản phẩm âm nhạc mới là sự hợp tác giữa Đức Phúc với nhạc sĩ Vương Anh Tú. Như vậy, trong năm nay, Vương Anh Tú có 2 sáng tác lọt vào top đầu BXH là Hết Thương Cạn Nhớ, Đức Phúc, và Có Tất Cả Nhưng Thiếu Anh, Eric. Với giai điệu lùi tim của Hết Thương Cạn Nhớ, Đức Phúc tiếp tục thể hiện sở trường hát ballad trong sản phẩm mới nhất. Khán giả dành cơn mưa lời khen cho giọng hát tình cảm, giàu chất tự sự từ Đức Phúc. Bên cạnh đó, phần bè của Eric góp sức trong bài giúp giai điệu càng da diết, cảm xúc hơn. MV cũng là yếu tố cộng hưởng giúp Hết Thương Cạn Nhớ gây chú ý. Nội dung MV lấy cảm hứng từ câu chuyện văn học nổi tiếng Chí Phèo. Đức Phúc hóa thân vào nhân vật Lý Cường. Cặp đôi Chí Phèo, Thị Nở do diễn viên Kiều Minh Tuấn và Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh thủ vai. Sản phẩm mới của Đức Phúc nối tiếp trào lưu làm MV lấy ý tưởng từ các tác phẩm văn học Việt Nam. Có thể thấy, đây là xu hướng của các MV Vipop mà các sao Việt ưa chuộng khai thác trong năm nay. Một số MV tiêu biểu có thể kể tới như Anh Ơi Ở Lại, Chia Cô, lấy ý tưởng từ Tấm Cám, Hết Thương Cạn Nhớ, Đức Phúc, được phóng tác từ truyện ngắn Chí Phèo của Nam Cao, Để Mị Nói Cho Mà Nghe, Hoàng Thùy Linh, là phiên bản vui nhộn của vợ chồng A Phủ hay Mặt Trăng, Bùi Lan Hương, được xây dựng dựa trên truyện tình trọng Thủy Mị Châu. Ra mắt cùng thời điểm với Đức Phúc, ca khúc mới nhất là Bạn Không Thể Yêu của Lưu Hoàng cũng mang về thành tích nhạc số không hề kém cạnh. Bài hát đang chiếm lĩnh top 3 BXHTN, Tham và cán mốc 2,5 triệu lượt nghe. Ca khúc mới nhất của Lưu Hoàng là Bạn Không Thể Yêu được xem là phần 2 của bản hit trước đó, Cảm Giác Lúc Ấy Sẽ Ra Sao. Ca khúc đồng sáng tác bởi Lưu Hoàng và Quang Hùng Mate.